Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020, trong phần đầu của bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, thừa cân béo phì hiện đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Để tránh rủi ro khi điều trị, nhiều người ưu tiên lựa chọn các phương pháp giảm béo không cần phẫu thuật thông qua ứng dụng công nghệ mới. Công nghệ giảm béo không phẫu thuật Liposonic 2020 được chuyển giao độc quyền từ Cộng hòa Liên bang Đức, được Thẩm mỹ viện quốc tế Lamia triển khai trong liệu trình mới. Theo các bác sĩ, phương pháp này sử dụng sóng cao tần tác động lên bề mặt da, giúp hóa lỏng các mô mỡ nhanh chóng, an toàn, thông qua hệ bài tiết và không có sự xâm lấn. Hầu hết bệnh nhân sẽ thấy được kết quả sau một buổi điều trị. Đây là thời gian cần thiết để cơ thể loại bỏ một cách tự nhiên các tế bào mỡ đã bị phá hủy trong quá trình điều trị bằng thiết bị này. Các bác sĩ cũng cho biết, sau liệu trình ngắn, bệnh nhân có thể giảm 15-25cm vòng bụng, săn chắc cơ, cải thiện tình trạng trùng da, nhão da và lấy lại vòng eo mong muốn.